Chào các bạn nha. Hôm nay kênh Út Nông Dân sẽ làm cái video này nói về cái vấn đề mà cái ưu nhược điểm của cái giống sầu riêng G6 và sầu riêng Mão Thon nha các bạn. Thì cũng có nhiều bạn thắc mắc thì hôm nay mình cũng làm mình nói về cái vấn đề này nha. Thì ở đây thì mình có hai cái lá là lá đấy. Thứ nhất là lá G6 nữa các bạn. Lá thứ hai là lá Mão Thon nữa các bạn. Thì các bạn nhìn thì các bạn cũng biết sơ sơ phải không? Các bạn nào mà trồng lâu năm thì mình không nói rồi, các bạn nào mà mới trồng chưa biết rõ về cái ưu nhược điểm cũng như cách nhận biết của mỗi từng giống thì mình xin nói luôn nha các bạn. Thì đầu tiên là thằng G6 rồi các bạn. Thằng G6 thì lá nó nhỏ hơn và nó ngắn hơn thằng Mão Thon rất là nhiều nha các bạn. Gân lá thì nó khít hơn thằng Mão Thon. Thì Mão Thon thì ngược lại, Mão Thon thì lá nó to và dài và nó cái độ dày của nó dày hơn G6 nha các bạn. Thì xong đó là cái cách nhận biết đơn giản nhất, thì các bạn nhìn vô rồi các bạn cũng có thể nhận biết. Tiếp theo đó là cái ưu nhược điểm của từng giống nha các bạn. Thì mình đây mình nói về cái ưu điểm của hàng G6 thì G6 thì trừ khi lúc mới trồng tới khi mà làm trái á, thì ưu điểm của G6 là gì các bạn? G6 thì nó có thể chịu được đất phèn ít hoặc là nước mặn tốt nha các bạn. Và nhưng mà cái nhược điểm của nó là vậy các bạn, do cái gân lá, cái hệ thống lá nó mỏng nên các bạn mà một khi các bạn mà ra cây đọt mà các bạn phun đạm cao thì nó càng mỏng, thì nó làm cho tình trạng cái lá mỏng thì sẽ bị nấm về sâu gầy tấn công mạnh nha các bạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng nha. Thì nói chung là cái lá nó mỏng thì nó dễ, đồng nghĩa với nó dễ bị sâu bệnh và nấm tấn công nha. Bởi vì thông thường thường thấy là cái bệnh tháng thư trái lá thì nó xảy ra trên thằng G6 rất là nhiều nha các bạn. Còn thằng Mão Thon thì nó chịu được nấm bệnh tốt nha các bạn, do cái hệ thống lá nó dày, nó ít bị nấm tấn công. Nhưng mà nó là nhược điểm của nó là nó rất là mẫn cảm với nước nước mặn nha các bạn, hoặc là đất phèn nha. Đất phèn là gặp đất phèn là nước mặn là trồng hỏng lên nha, chết cây nha. Rồi cái đó là mình nói sơ lược về cái ưu nhược điểm nha. Thì đồng nghĩa với việc tóm lại là hàng G6 lúc mới trồng nó sẽ phát triển chậm và nó yếu hơn hàng Mão Thon. Mão Thon sẽ mau lớn hơn và sức sống mạnh hơn, cây sẽ to khỏe hơn. Còn đến cái vấn đề mà đến cái giai đoạn mà từ 5 đến 6 năm sau khi trồng các bạn, cái giai đoạn mà đó mình chuẩn bị làm bông làm trái rồi đó, mình cũng chia sẻ luôn là tới cái giai đoạn này thằng nào sẽ có ưu nhược điểm tốt hơn và khỏe hơn các bạn. Thì mình cũng xin nói luôn, thì do thì mỗi thằng đặc tính của giống khác nhau, ưu nhược điểm khác nhau, thì G6 thì của Việt Nam, còn thằng Mão Thon Dona này là do du nhập từ Thái Lan về nên mỗi thằng nó có ưu nhược điểm riêng từ khi trồng cũng như đến lúc làm trái các bạn. Nếu mà tới cái giai đoạn làm trái á, thì các bạn sẽ thấy hàng G6 lúc nào nó các bạn đậy một lượt nha. Mình ví dụ ở đây là hai miếng, một miếng Mão Thon và một miếng G6 đậy mũ một lượt. Nhưng mà lúc nào mà gặp tiết hơi yếu một chút thì lúc nào thằng Mão Thon nó cũng sẽ ra nhanh hơn, trước hơn. Ra nhanh trước và mạnh hơn, ra bông sẽ mạnh hơn, sẽ đi trước thằng G6 nha, nó sẽ lướt thằng G6 nha. Rồi, nói chung là Mão Thon nó sẽ ra bông mạnh hơn, ok hơn và ra bông đều hơn. G6 nhưng mà ngược lại một cái nữa là G6 thì ra bông được. Thì đó các bạn có thể yên tâm, các bạn có thể tạm thời để các bạn ngủ yên giấc. Còn hàng Mão Thon là ra bông mạnh nhưng mà chưa chắc đâu, còn dài dài các bạn, rất là cực nha. Tại vì sao? Tại vì cái thằng G6 này một khi nó đã ra bông rồi, sổ nhị xong rồi, nó rất là dễ đậu trái nha các bạn.
nó ít có bị ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ, nấm bệnh này kia lắm các bạn. Nó rất là dễ đậu trái nha, cho dù cái nó có đi đọt nhẹ nó cũng ít có rụng hơn hàng mãn thon nha. Còn hàng mãn thon này cực kỳ khó chịu ở giai đoạn làm trái nha các bạn, nhất là cái giai đoạn sau sổ nhị, nhưng mà các bạn không khéo, các bạn không giữ đọt, không chặn đọt, hoặc là các bạn không biết cách dìu đọt để đọt nó đi cho kịp cái trái mình đậu là nó sẽ rụng hết, rụng sạch rễ nha các bạn. Ngoài ra là còn có cái hiện tượng nó bị sốc nhiệt, sốc nhiệt nữa nha các bạn. Mưa nhiều quá nó cũng rụng, mà khô quá nó cũng bụng rụng, thiếu dinh dưỡng nó cũng rụng, và nhất là các bạn là đi phân không đúng cách thì nó cũng rụng nữa nha các bạn, nó không chạy trái và nó rụng nha. Thằng này cực kỳ khó chịu giai đoạn làm trái nha các bạn. Rồi thì mình nói tới đây thì các bạn cũng biết là ưu nhược điểm của từng 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 loại rồi phải không? Rồi, bạn nào muốn biết cụ thể hơn, rõ hơn thì các bạn cứ comment bên dưới thì mình sẵn sàng sẽ trả lời hết nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy video hay thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn.